Tết là thời điểm vui xuân, đón Tết bên cạnh gia đình, người thân, nên việc có sử dụng bia rượu trong những ngày này là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc lạm dụng bia rượu có nhiều khả năng mắc các bệnh, trong đó có bệnh viêm tụy cấp. Viêm tụy là cái tình trạng viêm của tuyến tụy. Nó có thể là viêm tụy cấp hoặc là viêm tụy mạn. Viêm tụy này thì nó có nhiều nguyên nhân, trong đó có 3 cái nhóm nguyên nhân thường gặp. Nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân do sỏi mật, là sỏi tức là sỏi ở trong cái đường mật có mật chủ, hoặc là sỏi ở trong túi mật thì nó di chuyển xuống phía dưới, nó làm tắc nghẽn cái đường mật và ống tụy thì nó làm gây nên cái viêm tụy cấp. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai nó là viêm tụy do rượu, thì đây là xảy ra ở những người sử dụng nhiều rượu bia. Và có nhóm nguyên nhân thứ ba là viêm tụy do tăng cái thành phần triglycerides trong máu, đây là một thành phần của mỡ ở trong máu. Biểu hiện của bệnh viêm tụy thì nó có 3 cái chính, là có thứ nhất là cái tình trạng đau bụng, đau liên tục, đau mức độ vừa cho đến nặng. Bệnh nhân có thể có dấu hiệu nôn ói. Biểu hiện thứ hai là về mặt xét nghiệm thì có thể tăng cái chỉ số amila hoặc là chỉ số lipa ở trong máu. Và biểu hiện thứ ba thì về mặt hình ảnh học, ở trên siêu âm hoặc là trên cái CT scan thì có thể thấy hình ảnh của tuyến tụy. Kích thước lớn, có thể viêm phù nề hoặc thậm chí nó có thể có dấu hiệu của hoại tử ở trên cái CT scan. Hiện tại, bệnh viện thường tiếp nhận những bệnh nhân viêm tụy do sỏi mật hoặc rượu, thường nhẹ chiếm 95%, tự hết sau vài tuần, chiếm 5% là những bệnh nhân tiến triển nặng, hoại tử, xuất huyết, cần nhập viện vào khoa chăm sóc đặc biệt. Đối với những cái bệnh nhân mà có bệnh nền của cái viêm tụy, tức là viêm tụy mạn, hoặc là mình hiểu những trường hợp mình đã có những cái đợt viêm tụy cấp trước đây, thì khi mà có sử dụng rượu bia thì đúng là nó làm tăng cái nguy cơ, tăng nguy cơ của một đợt viêm tụy cấp mới, và cái hoặc là viêm tụy cấp trên nền viêm tụy mạn, thì với việc sử dụng rượu bia nó làm tăng nguy cơ của một đợt viêm tụy cấp mới, thì những cái đợt sau của viêm tụy cấp mới nó có thể nó diễn biến nặng hơn vào cái viêm tụy hoại tử xuất huyết. Viêm tụy hoại tử xuất huyết này có thể nó gây nên nhiều cái biến chứng tại chỗ của tuyến tụy, hoặc là nó gây suy đa cơ quan và có thể nặng nề hơn, có thể dẫn đến tử vong. Đối với những bệnh nhân có bệnh lý nền viêm tụy cấp, việc sử dụng bia rượu nên hạn chế triệt để là điều cần thiết. Thì với cái văn hóa của người Á Đông nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng, thì những cái dịp lễ Tết là những cái dịp gặp gỡ, đi thăm viếng lẫn nhau. Cho nên những cái vấn đề mà có những cái cuộc tiệc thì nó là một cái vấn đề tất nhiên. Tuy nhiên thì trong những cái cuộc tiệc thì cái vấn đề sử dụng rượu bia thì nên được giữ ở mức độ vừa phải, hạn chế để tránh những cái quá tải của cái rượu bia. Nó có thể nó kích hoạt cái phản ứng viêm cấp của tuyến tụy mà có thể dẫn đến cái biến chứng nặng trong một số trường hợp. Hiện nay, các ca bệnh viêm tụy cấp đa phần điều trị bảo tồn. Chính vì vậy, bệnh nhân nên đến bệnh viện thăm khám kịp thời khi thấy có những dấu hiệu sức khỏe không ổn định.